Đây là mẫu 450G1, thì bên mình đang test là phần mềm là Photoshop CS6 nhé. Mọi người để ý là cái hiệu năng của nó đây, CPU chạy là dưới 20%, thoải mái luôn ạ. Cho ai chỉnh sửa ảnh, làm đồ họa các thứ cực kỳ tiện luôn.